Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một cái mà nó mới dựng ở Quy Nhơn luôn. Đó chính là mấy cái cống vòm hình trái tim này các bạn. Cái cống này nó dựng ở cái công viên mà ở giữa cái khách sạn Hải Âu với cái khách sạn Hoàng Yến đó. Mình cũng không biết cái công viên này gọi là cái công viên gì nữa. Nhìn cái cảnh tượng của cái cống vòm này nó rất là đẹp ha. Nó được lắp rất là nhiều đèn led và nó có những cái hiệu ứng. Rồi các bạn cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cái cống này nha. Rồi mình mới giới thiệu với các bạn là cái cống vòm hình trái tim ở Quy Nhơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.